Xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta đến chợ 99 Ranch để xem giá cả đồ Tết như thế nào nha. Có này 7 đồng. Cái này 24 đồng. Năm con thỏ, bán mấy con thỏ 18 đồng. Cái này 6 đồng. Đồng. Đây xì đồng 09. Cũng đẹp. Có được mấy cái 6 bịch đầy xì. Cái này đồng 29 dài hơn. Được cũng 6 bịch. Này dễ thương nè, 2 đồng 29. Con lưng màu thường. Cái cây này 20 đồng. It's rice cake. Then, bánh gạo á con. So you cut it. Yeah, you cut it and eat it. Đồng 59. Cái miếng này đồng 59 cũng được. Hả? Mứt nè. Cái này 26 đồng. Mứt. Một tray vậy 26 đồng. Còn bên đây 28 đồng. Rưỡi. Nó nhỏ hơn một chút. Cái này 9 đồng. Bằng mũ nhỏ. Tặng quà cho anh ta 43 đồng. Có mứt, có hạt sen, có trà. Bánh cam hả? Bánh cam 5 đồng rưỡi. Bánh lỗ tai heo 4 đồng. Gừng 5 đồng. Sour soft candy. Kẹo mãng cầu 5 đồng 49. Kẹo xoài mango candy 5.49. Lime candy. Kẹo chanh 4 đồng 99. Hạt sen 6 đồng 99. Loaded seed $6. Melon candy 5 đồng. Cái này là gì ta? It's 5.29. 5 đồng 29 hả? They are gold chocolate. Oh, chocola. Inside. And they look like gold. Okay. 4.99 mứt dừa 5 đồng. Bánh gạo 6 đồng 49. Rồi đây là những món đồ Tết ở chợ 99 Ranch. Thích nhất là dừa đang on sale 19 đồng 99, được 9 trái. Baked bean rice cake 7.49, 7 đồng 49. This is red bean rice cake 5 đồng. Này cái chocolate này nãy sô cô la nè 5 đồng 29. Look at this one. That's a lot of gold. Hạt sen này 6 đồng 29. Wow, this one is 33.99. 34 đồng cái tray này nè.
21 đồng. Rice cake, bánh gạo nữa. Cả nhà đã xem và ủng hộ. Until next time, bye bye.